Theo Tổng Giám đốc UNESCO khu vực, ông Victor O'Donnell đánh giá, trung tâm học tập cộng đồng có thể coi là phát minh quan trọng nhất mà bấy lâu nay thế giới đang tìm kiếm. Bởi lẽ đây là những cơ sở giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, phường, thị trấn, đem đến tận những người dân lao động không có điều kiện tới trường chính quy những cơ hội học tập tốt nhất. Và chắc chắn không có các trung tâm học tập cộng đồng cắm sâu trên địa bàn xã, thị trấn, bắt rễ vào từng thôn xóm thì không thể nói đến việc thực hiện nhiệm vụ học tập suốt đời và không thể xây dựng thành công xã hội học tập. Đông Triều là một huyện miền núi Trung Du, nằm ở phía tây Quảng Ninh, với dân số gần 17.000 người, thuộc 21 xã thị trấn. Những năm qua, sự nghiệp giáo dục của huyện phát triển nhanh, mạnh và vững chắc, đáp ứng cho nhu cầu của thanh thiếu niên trong độ tuổi đi học. Hệ thống giáo dục trên địa bàn phát triển tương đối hoàn chỉnh, quy mô trường lớp phát triển đa dạng về loại hình, ổn định về chất lượng, chuyển biến mạnh và vững chắc về chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện nay, Đông Triều có 88 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông công lập và ngoài công lập. Đặc biệt là hệ thống trung tâm học tập cộng đồng đã sớm được quan tâm thành lập và đi vào hoạt động. Đây là một điều kiện hết sức thuận lợi cho mọi người dân trong huyện có nhu cầu được tham gia học tập. Thực tế đã cho thấy, phát triển trung tâm học tập cộng đồng là một hướng đi đúng đắn và rất cần thiết, góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng xã hội học tập của huyện. 21 trung tâm học tập cộng đồng được hình thành ở 21 xã thị trấn và nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, bền vững và đã đạt được kết quả tích cực khi bám sát 3 mục tiêu, tạo ra những cơ hội học tập cho mọi người dân trong cộng đồng để nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển nguồn nhân lực cộng đồng, tạo điều kiện để đáp ứng nhu cầu học tập theo phương châm cần gì học nấy, học tập suốt đời cho mọi người, xây dựng hệ thống giáo dục thường xuyên ở cơ sở nhằm ai cũng được học hành, ai cũng có thể tham gia vào công việc giáo dục và học tập tại cộng đồng. Để nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, thực hiện một trong năm đề tài lớn của ngành trong năm học 2012, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng tham gia xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai một loạt giải pháp tích cực nhằm tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, điều kiện dạy học, hoạt động và đổi mới các hình thức hoạt động nhằm tạo chuyển biến một bước về chất của các trung tâm học tập cộng đồng. Hiện nay, 100% trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn đều có nơi làm việc riêng tại Ủy ban Nhân dân, có biển hiệu của trung tâm được gắn tại địa điểm thường trực và được trang bị đầy đủ phương tiện làm việc như bàn ghế làm việc, hội họp, tủ sách, tủ lưu trữ hồ sơ chuyên môn, hệ thống bảng biểu. Mỗi trung tâm đều được trang bị một bộ máy tính kết nối Internet, máy in, loa, đài, đầu đĩa, một máy tính xách tay kèm theo màn hình lớn 63 inch để phục vụ cho dạy học và các hoạt động của trung tâm. Một phương tiện hữu ích cần kể đến là tháng 2 năm 2012, Trung tâm Thông tin Thư viện Điện tử ngành giáo dục Đông Triều, dongchieu.edu.vn được hoàn thành trên cơ sở phát triển từ trang thông tin điện tử của ngành thành lập năm 2008. Trung tâm đã trở thành địa chỉ quen thuộc và tin cậy để mọi người dân có thể chia sẻ, trao đổi những kinh nghiệm trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sức khỏe, văn hóa xã hội, thông qua chuyên mục dành riêng cho Trung tâm Học tập Cộng đồng và kho tài nguyên của Thư viện, cập nhật thường xuyên và kịp thời những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Trung tâm Thư viện Điện tử của ngành giáo dục và đào tạo huyện Đông Triều được phát triển từ trang thông tin điện tử của ngành, được xây dựng từ năm 2007. Với mong muốn của chúng tôi là Trung tâm Thư viện Điện tử sẽ là một phương tiện giúp cho phong trào tự học, tự rèn luyện của mỗi người dân, đặc biệt là khi thực hiện nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về việc xây dựng xã hội học tập, thì Trung tâm Thư viện Điện tử sẽ là phương tiện hữu hiệu cho tất cả mọi người tham gia khai thác và học tập. Chính vì vậy mà trung tâm của chúng tôi gắn liền với hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Ngoài chức năng là một cổng điện tử dành cho tất cả các cơ sở giáo dục trong công tác quản lý, thì ở đây trung tâm thư viện điện tử sẽ giúp cho các trung tâm học tập cộng đồng trong toàn huyện có được một cái phương tiện để quản lý. Trung tâm học tập cộng đồng sẽ sử dụng trang thông tin này để cung cấp cho tất cả bà con nhân dân trên địa bàn dân cư của mình về những thông tin cần thiết và đặc biệt là về khoa học kỹ thuật được ứng dụng ở trong đời sống hàng ngày.
để phục vụ cho hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng thì chúng ta thấy là trung tâm thư viện điện tử sẽ có một cái thư viện dành cho học tập của cộng đồng. Vào đây thì bà con chúng ta sẽ chọn được các cái ngành nghề mà mình cần phải quan tâm. Ví dụ như ở ngành sản xuất nông nghiệp thì sẽ có các cái bài giảng về nông nghiệp. Ở đây xin được giới thiệu một cái video clip về kỹ thuật của nông nghiệp. Và như vậy thì thư viện của chúng tôi sẽ giúp cho bà con trên các lĩnh vực lao động sản xuất và để phát triển kinh tế ở địa phương, góp phần vào việc thực hiện nghị quyết 01 xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt từ năm 2012, thực hiện chỉ đạo của huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã điều động 23 cán bộ giáo viên tăng cường sang công tác theo chế độ biệt phái tại trung tâm học tập cộng đồng các xã thị trấn. Đây là một điểm nhấn mới trong công tác giáo dục của huyện, bởi chính hiệu quả của nó đã mang lại sự chuyển biến mạnh mẽ của các trung tâm học tập cộng đồng. Các biệt phái viên này là người tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã, Ban Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, phối hợp với các lực lượng tham gia tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức tại trung tâm. Với giải pháp này, công tác tổ chức của các trung tâm học tập cộng đồng các xã, thị trấn được kiện toàn một bước, hoạt động của các trung tâm đã có những thay đổi căn bản, tạo ra những bước đi vững chắc. Từ khi được Phòng Giáo dục và Đào tạo Đông Triều phân công làm công tác biệt phái tại Trung tâm Học tập Cộng đồng xã Anh Đức, thì tôi luôn nhận thức được cái trách nhiệm của giáo viên biệt phái tại trung tâm và cái chức năng hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng vì lợi ích của nhân dân. Cho nên là tôi đã chủ động tham mưu với lại Ban Giám đốc, kết hợp với lại các ban ngành đoàn thể, tổ chức tuyên truyền và mở một số lớp học phù hợp với lại cái tình hình thực tế của địa phương, vùng nông thôn, nông nghiệp với cây sản xuất cây lúa là chủ yếu. Cho nên đã được nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia một cách tích cực. Đối với trung tâm hoạt động của trung tâm hoạt động cộng đồng từ khi thành lập đến nay, thì tuy nhiên thì nó đã có cái bộ khung. Tuy nhiên thì do cái công việc kinh nghiệm của địa phương nên là cái hoạt động của trung tâm nó cũng không có nét. Thế thì không có người để mà xây dựng kế hoạch, xây dựng chương trình, rồi quản lý lớp, rồi tổ chức lớp học. Đến nay từ khi mà ngành giáo dục huyện Đông Triều là có cử một giáo viên biệt phái sang để giúp cho cái trung tâm tập cộng đồng ấy, thì từ khi mà chuyển sang đến nay ấy, thì nó cũng có nhiều cái hoạt động nó tốt hơn hẳn. Thứ nhất là riêng về các cái kế hoạch tổ chức học tập từ đầu năm là các cô giáo làm cũng rất là tốt. Sau đó các cái tổ chức các cái lớp học, chuẩn bị cho lớp học rồi lên lớp, rồi chuẩn bị các cái cơ sở vật chất để giúp cho công tác quản lý lớp, tổ chức các cái lớp tập huấn lớp học cho nhân dân thì có chất lượng nâng lên cao rất là nhiều. Năm học 2012-2013, các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn huyện Đông Triều đã tổ chức được 685 lớp tập huấn với 64.326 học viên. Được sự tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trung tâm chủ động phối kết hợp với các ban ngành, tổ chức, đoàn thể trong huyện như Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ để được cung cấp đội ngũ báo cáo viên, nguồn học liệu cho các lớp học của Trung tâm Học tập Cộng đồng. Sự đa dạng về chương trình tập huấn là hết sức cần thiết, đáp ứng mục tiêu cần gì học nấy với những chương trình giáo dục và huấn luyện thiết thực. Xóa mù chữ cho phạm nhân trong trại giam Hang Son, các chương trình đào tạo thu nhập thông qua tập huấn về kỹ thuật, chuyển giao công nghệ về giống vật nuôi cây trồng, 5 lớp kỹ thuật trồng dừa xiêm trên vùng đất trũng của xã Yên Đức, 8 lớp kỹ thuật trồng nấm rơm, nấm kim châm cho bà con xã viên xã Yên Đức, Kim Sơn, Hồng Thái Đông, 25 lớp kỹ thuật chăm sóc và bảo vệ giống đặc sản nếp cái hoa vàng cho nông dân xã Yên Đức, Yên Thọ, Xuân Sơn, Hưng Đạo, Hồng Thái Đông, Thủy An, Bình Dương, Việt Dân, 48 lớp kỹ thuật nuôi cá cho nông dân xã Hồng Phong, Yên Đức, Xuân Sơn, Kim Sơn, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây, 14 lớp kỹ thuật trồng cỏ và nuôi bò sữa cho nông dân xã An Sinh, Bình Khê, Tràng Lương, 36 lớp kỹ thuật nuôi lợn siêu nạc, ngan pháp, ngỗng cao sản, gà siêu trứng, 42 lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa cúc, hoa lan, hoa ly cho bà con nông dân xã Hồng Phong, Hưng Đạo, Bình Dương, Bình Khê, kỹ thuật nuôi cấy và bảo tồn loài rươi đặc sản cho xã Xuân Sơn, Hồng Phong, Đức Chính, 20 lớp kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ, cam, củ đậu, ngô nếp, khoai tím,
Na Dai, Ổi Mò cho xã viên xã Hưng Đạo, An Sinh, Tân Việt, Tràng An, Bình Khê. Những lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật như thế đã thổi luồng gió mới vào sản xuất, lao động nhằm tạo sản phẩm cho nông dân, làm cuộc sống của hàng ngàn xã viên thoát nghèo. Giờ đây, người nông dân không chỉ chú ý đến việc làm sao cho sản lượng cao nhất mà còn coi trọng chất lượng sản phẩm, đảm bảo giữ vững thương hiệu đặc sản quý báu của Đông Triều. Nói chung là từ khi mà có những chương trình của trung tâm học tập cộng đồng triển khai thì ở dưới cơ sở cũng đã được tiếp nhận một số lớp do trung tâm học tập cộng đồng triển khai về kỹ thuật, chuyển giao khoa học kỹ thuật về cây la. Đặc biệt là từ năm 2012 thì tỉnh đã có cái chương trình làm cái mô hình na thương hiệu. Thế thì dưới chi hội chúng tôi cũng đã có được một số cái lớp tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thế từ cái lớp các cái lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, thế bà con hội viên trong cái hội sản xuất và kinh doanh Na Dai huyện Đông Triều là nói chung và xã Sinh tôi nói riêng, thì đặc biệt là ở chi hội thôn Đề Sen thì chúng tôi đã tham gia các lớp tập huấn, thì từ đó là hội viên đã có những cái kinh nghiệm để áp dụng vào những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật về áp dụng vào sản xuất. Thì từ cái đó trở đi thì từ năm ngoái đến năm nay thì nói chung là cái cây la của chúng tôi thì đã có cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Đặc biệt trong thời gian gần đây, khi các di tích lịch sử của nhà Trần, di tích lịch sử thời chống Pháp, chống Mỹ trên đất Đông Triều đặc biệt được quan tâm thì đó cũng trở thành nội dung nóng tại các lớp học của trung tâm học tập cộng đồng. 42 lớp học cho trên 13.000 người về chuyên đề bảo tồn di tích lịch sử quê hương Đông Triều đã được tổ chức. Ở đó, các học viên được giới thiệu cụ thể về giá trị văn hóa tâm linh mà các di tích để lại. Ngoài ra, hàng trăm các chương trình tập huấn nâng cao chất lượng cuộc sống về pháp luật, sức khỏe, dinh dưỡng, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, biển đảo, phòng chống tệ nạn xã hội, các chương trình đáp ứng sở thích cá nhân về ngoại ngữ, tin học, văn nghệ, thể dục thể thao được triển khai tại cộng đồng, tạo ra phong trào học tập tích cực, sâu rộng trong nhân dân. Bên cạnh đó, các chương trình phát triển cộng đồng ở Đông Triều cũng đặc biệt được các trung tâm học tập cộng đồng quan tâm, liên kết nhằm góp phần xây dựng lối sống văn minh, thực hiện mục tiêu xây dựng phong trào nông thôn mới với các hoạt động thiết thực, luyện tập thể dục thể thao, tập dưỡng sinh và tổ chức khám chữa bệnh định kỳ cho người cao tuổi, hỗ trợ các dự án đang triển khai ở địa phương, chương trình chống suy dinh dưỡng, chương trình tiêm chủng dự phòng, dự án xóa đói giảm nghèo, dự án cho vay vốn với lãi suất thấp, chương trình xây dựng quỹ khuyến học của xã, thị trấn với phong trào toàn dân chăm lo xây dựng sự nghiệp giáo dục. Các trung tâm học tập cộng đồng góp công sức không nhỏ trong việc hình thành và duy trì hoạt động của các cơ sở hội, gia đình hiếu học, dòng họ khuyến học, huy động được nhiều lực lượng trong xã hội tham gia ủng hộ nhiệt tình cho công tác giáo dục. Đến 30 tháng 6 năm 2013, có 33.117 trên 46.684 gia đình đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, 169 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ hiếu học, 167 trên 175 thôn, làng, khu phố đăng ký đơn vị hiếu học, 242 tổ dân phố đăng ký tổ dân hiếu học. Qua 5 năm hoạt động, nhiều mô hình trung tâm học tập cộng đồng điển hình ở các địa phương cần nhân rộng như thị trấn Mạo Khê, thị trấn Đông Triều với hoạt động phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, tổ chức hội, tuyên truyền rộng rãi tới nhân dân về chính sách pháp luật, văn hóa xã hội, các xã Yên Đức, Kim Sơn với hoạt động bồi dưỡng kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, thủy sản, xã Hồng Phong với việc xây dựng cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động các câu lạc bộ sở thích, xã Tân Việt với việc đẩy mạnh hoạt động của các tiểu ban gắn với phát triển kinh tế địa phương, xã Tràng An với việc phát triển mạng lưới truyền thanh tới từng thôn, xóm, duy trì thường xuyên nội dung tuyên truyền theo lịch hàng ngày, xã Đức Chính, Hưng Đạo với việc phối hợp với hội khuyến học, đẩy mạnh phong trào hiếu học trong dòng họ, trường học, xã Việt Dân với công tác chuyển giao kỹ thuật tới nông dân về trồng cây ăn quả đặc sản, hiệu quả kinh tế cao, cây na, cam. Trung tâm Bình Khê với mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt, lợn siêu nạc, hoa, cây cảnh. Trong thời gian tới, huyện Đông Triều sẽ tăng cường hơn nữa công tác tổ chức và hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng giai đoạn 2010-2015,
thực hiện nghiêm túc đánh giá hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng theo tiêu chí, tổ chức cho cán bộ, giáo viên, quản lý các trung tâm học tập được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ để có đủ năng lực và trình độ tổ chức các hoạt động của trung tâm, đáp ứng nhu cầu học tập của người lao động tại địa phương, tăng cường kiểm tra, xây dựng điểm, triển khai nhân rộng mô hình hoạt động có hiệu quả, tăng cường các hình thức tuyên truyền thông qua các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, đẩy mạnh việc tham mưu đề xuất các hoạt động với chính quyền địa phương, làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể, hội khuyến học, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập, đặc biệt chương trình bồi dưỡng về kỹ thuật chuyển giao khoa học kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của nhân dân, tiếp tục khảo sát, điều tra và vận động người dân đến học tập tại các trung tâm, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường huy động kinh phí hoạt động cho trung tâm từ nhiều nguồn lực khác nhau. Có như vậy, trung tâm học tập cộng đồng mới là nhà trường của nhân dân, góp phần thực hiện hoàn thành thắng lợi nghị quyết 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh ngày 12 tháng 11 năm 2010 về đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 của tỉnh trên địa bàn huyện Đông Triều.